Mình xin chào các bạn nha. Thì hôm nay á, mình đang có mặt tại cửa hàng Mai Duyên. Và địa chỉ cửa hàng Mai Duyên là ở số 67 Triệu Nương, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng nha các bạn. Hôm nay thì cửa hàng mới vừa về thêm một mớ dòng xe GTR. Đúng ra là về hồi sáng các bạn mình, nhưng mà mình không có thời gian quay, cho nên chiều nay mình mới ghé mình quay đó các bạn. Và cũng có thông tin là dòng GTR này cửa hàng sẽ giảm giá cho các bạn. Bây giờ mình sẽ vào trong luôn nha, quay cho các bạn xem luôn. Thì đây là những chiếc xe mà GTR hổng gà mình có quay cho các bạn xem. Đây là đời V1 và V2 á, chỉ còn một chiếc thôi. Nhưng mà hôm nay thì cửa hàng đã về rất là nhiều. Như ở đây nè ha, ở đây nè, mới về nha các bạn. Mới vừa được vệ sinh sạch sẽ lại, vì xe mới vừa về các bạn, nó hơi dơ. Đây, mới về nữa nè. Đây là dòng V2 nha, dòng V1 nè. Và giá hiện tại là chỉ còn 60 triệu, mới vừa rồi thôi. Hồi đầu tháng mình báo giá chung với những chiếc xe côn tay kia là 61, bây giờ là chỉ còn là 60 thôi nha. 60 triệu, đó bao gồm VAT, và là cái giá khi các bạn mua trả thẳng. Nếu các bạn mua trả góp thì sẽ được lần lượt giảm giá thêm nữa, từ 500 cho đến 1 triệu đồng dòng xe GTR này. Các bạn nhân viên ở đây phải vệ sinh rất là lâu. Về một lô này cũng vài chục chiếc đó các bạn. Đây ha, tại vì xe mà mới về á, thì sẽ có hơi dơ một chút, cho nên là phải vệ sinh lại đó các bạn. Đúng ra nếu mà quay kịp hồi sáng luôn á, là về một dãy ở phía sau á, một dãy luôn, mình quay nó đẹp hơn. Nhưng vì mình bận công chuyện, mình quay cái clip mà xe mô tô á, tới trưa rồi mình về, rồi các bạn đã lấy xe ra để vệ sinh. Hồi sáng là đậu ở đây rất là nhiều để chờ mình quay đó các bạn, nhưng mà mình không có kịp thời gian. Và bây giờ đã được dọn rửa và mang vào kho rồi, chỉ còn để ở ngoài một vài thôi. Đây ha, nó còn dơ đó các bạn thấy không. Xe mới vừa về hồi sáng luôn, mới vừa xuống xe luôn. Hiện tại giá là 60 triệu nha các bạn, đã được giảm 1 triệu đồng. Mình thấy có nhiều bạn rất đam mê dòng xe này, nhưng mà khi nghe giá thì lại thấy là hơi cao đúng không. Thì hôm nay cửa hàng đã giảm bớt 1 triệu đồng. Và là cái giá khi mua trả thẳng nha, nếu mà mua trả góp thì sẽ được giảm thêm từ 500 cho đến 1 triệu đồng. Thì xe đã được vận chuyển lên kho rất là nhiều. Còn trưng bày một số dòng xe đây thôi, đầy đủ phiên bản màu để các bạn lựa chọn từ V1 cho đến V2. Tuy nhiên dòng xe V1 thì chỉ có 1, 2, 3, 4, 5 chiếc là V1 nha. Còn V2 thì nó sẽ về nhiều hơn. Và đây cũng sẽ là những chiếc xe cuối cùng đó các bạn. Cửa hàng đang cố gắng gom về được càng nhiều càng tốt. Các bạn thấy là hôm trước, mấy tháng trước về rất là nhiều và đã bán hết rồi. Dòng V2 chỉ còn một chiếc thôi. Thì hôm nay mới được tiếp tục về thêm một lô nữa. Và có thể sẽ là lô cuối cùng đó các bạn. Bây giờ mình xin nhắc lại địa chỉ của cửa hàng Mai Duyên là ở số 67 Triệu Nương, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng nha. Và số điện thoại để các bạn tư vấn là 60946 838494. Vì cửa hàng có ship xe nha các bạn, ship xe ra tận ngoài Bắc luôn. Thì mình xin nói luôn, cái phí ship xe này nếu mà ở trong Nam á, ví dụ như ở Bình Dương hay là thành phố chẳng hạn, thì cái giá sẽ rơi vào khoảng chừng 300.000. Còn nếu mà xếp ship ra ngoài ngoài Bắc luôn á, thì nó sẽ khoảng 600.000 tiền phí ship. Và khi các bạn biết không, ví dụ như các bạn mua trả thẳng mới được nha các bạn, còn mua trả góp thì bắt buộc các bạn phải có mặt tại cửa hàng, duyệt hồ sơ online rồi đến cửa hàng thì mới mua xe được nha. Còn mua trả thẳng á, thì có thể ship được. Ví dụ như bây giờ các bạn không tin tưởng, sợ đúng không, thì các bạn có thể là được nhân viên ở đây quay Zalo cận cảnh từng chiếc, số khung, số sườn kèm với cái màu xe như vậy đó, nó ok chất lượng rồi, rồi mới lên xe nha, kèm với giấy tờ luôn, đầy đủ giấy tờ để các bạn ký việc lấy về và làm biển số tại nơi các bạn ở thôi. Chuyện đó bây giờ rất là đơn giản rồi. Như vậy nha, mình sẽ có thời gian á, giá mà có lên xuống gì mình sẽ cho các bạn xem tiếp tục. Bây giờ mình xin phép kết thúc video đây luôn nha, xin chào các bạn.